tít 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 tít. Sau từ khi mình đeo cái Apple Watch này vô cái là khách hàng mình đâu hết trơn rồi trời. Anh chị ơi là anh chị quay lại đây chơi với em Cường đi. Em đeo Apple Watch thôi nhưng á mà sản phẩm trên tay của em Cường là đẹp 400% đó anh chị. Đeo Latitude 9420 211 luôn anh chị. Màn hình là 2,5K nha, cực kỳ sắc nét luôn. Cảm ứng em này thì phải nói là mượt mượt vô cùng tận luôn. Em nó ở trong cái tình trạng là đẹp không tì vết anh chị. Đây. Anh chị xem giùm em Cường nè. Các góc cạnh ha, mặt phẳng nhôm nguyên khối cao cấp. Dòng đeo Latitude mà series 9 này á thì anh chị biết không? Nhắc đến em nó là phải nhắc đến sự đẳng cấp. Tại vì sao? Đeo XPS á mà cùng phân khúc chưa chắc mắc bằng cái dòng này nha. Không có cái gì tự nhiên mắc mà nó dở. Đó, nó phải ngon nó mới mắc. Nhưng mà về đến tay em Cường á thì nó phải đạt được yếu tố 400% ha. Em Cường mới review anh chị. Hiện tại bây giờ con này chạy chip Core i7 nè, RAM 16GB luôn. Ổ cứng thì anh chị nâng cấp thoải mái ha. Màn hình á là QHD là màn hình 2,5K đó, có cảm ứng luôn, bật xoay 360 độ. Đó, anh chị thấy đã chưa? Giá chỉ có 7,9 cũ thôi. Trời ơi, em nói kèo này mà không gọi là kèo hơi nữa thì là cái gì đây anh chị? Ông Anthony G là thiệt á. Ông làm mình mất đồng bọn ghê gớm luôn. Bây giờ anh em á, ai mà đeo Apple Watch á, đến em Cường mua những cái siêu phẩm đẹp 400% của em Cường á thì đều được giảm 300 cành hết. Em chơi đến Tết nửa năm với anh chị luôn. Ok chưa? Đó, mình phải kéo đồng bọn mình lại chứ. Nghĩ sao vậy? Apple Watch dù sao nó cũng là phải gọi là đẳng cấp chứ. Mà cái của em hết pin rồi. Nhưng mà không sao nha, cứ đeo Apple Watch đến em Cường là được giảm 300 cành. Ok chưa? Đồng bọn mình phải mạnh mẽ lên chứ. Màu hương mạnh mẽ mà tự nhiên hả? Đi thiệp là sao? Không có thiệp. Chơi là không có thiệp. Người Việt Nam chơi là chơi tới cùng.